Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn, chúng ta đang quay trở lại với kênh của đội ngũ Happy Car. Đối với dòng sản phẩm Mitsubishi Outtrail năm 2024 ở trong tháng 1 này đã có những thông tin về giá và những khuyến mãi đi kèm theo những cái chương trình tặng phụ kiện dành cho tất cả mọi người. Chính vì vậy là trong clip ngày hôm nay, đội ngũ Happy Car sẽ cập nhật dành cho những quý anh chị mà chúng ta đang quan tâm đến phân khúc hạng B có mức giá tiền rẻ nhất ở trong phân khúc của dòng sản phẩm Mitsubishi. Thì trong clip ngày hôm nay, Quyết sẽ cập nhật thông tin khuyến mãi chi tiết nhất. Còn nếu mọi người đang có nhu cầu mua xe thì mọi người hãy liên hệ với hotline ở phía bên dưới góc trái màn hình để được nhận những thông tin và khuyến mãi tốt nhất. Thế đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với giá bán của dòng sản phẩm Mitsubishi Outtrail năm 2023 phiên bản MT. Có tổng cộng 3 phiên bản là phiên bản MT, phiên bản CVT và phiên bản Premium. Thì phiên bản MT có mức giá bán niêm yết là 370 triệu đồng dành cho mọi người. Ở thời điểm hiện tại thì đại lý đang có chương trình khuyến mãi chỉ còn 346 triệu đồng. Với những quý anh chị mà chúng ta lăn bánh tại Hà Nội thì ở đây Quyết cũng đã tính dành cho mọi người, đó chính là tiền thuế 12%, tiền biển 20 triệu, phí đăng ký, phí sử dụng đồng bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc. Thế nên lăn bánh sau Hà Nội sẽ là 417 triệu đồng. Còn nếu các quý anh chị mà chúng ta đang ở tỉnh thì sẽ là 392 triệu và ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 405 triệu đồng mọi người nhé. Ở đây thì đại lý cũng đã tặng cho mọi người những bộ dàn phim cách nhiệt này, chạy sàn da và có thể tặng cả camera hành trình dành cho tất cả các quý anh chị nếu mọi người đang quan tâm, và sẽ hỗ trợ trả góp là 80% giá trị của chiếc xe, tương ứng với cả mọi người chỉ cần chuẩn bị 140 triệu đồng với 20% thôi, còn đâu đại lý sẽ hỗ trợ cho mọi người. Hiện tại thì đầu năm nay thì nhà nước cũng đang hỗ trợ rất nhiều về lãi suất đang được giảm rồi, chỉ khoảng 9% thôi. Chính vì vậy là đại lý đang có màu trắng, đỏ, xám. Nếu mọi người đang có nhu cầu thì gọi điện vào hotline ở phía bên dưới góc trái màn hình mọi người nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dòng sản phẩm, đó chính là phiên bản CVT. Với dành cho những quý anh chị mà chúng ta đi trong đô thị hoặc là mọi người đi nhàn chân hơn. Hai mức giá này có niêm yết cao hơn so với bản MT, đó chính là 95 triệu đồng. Cụ thể giá niêm yết là 465 triệu. Hiện tại thì đại lý đang có chương trình khuyến mãi rơi vào khoảng 35 triệu đồng dành cho mọi người, nghĩa là hỗ trợ khoảng 50% lệ phí trước bạ rồi. Còn 430 triệu, vậy thì lăn bánh xong tại Hà Nội cũng chỉ khoảng hơn 500 triệu thôi. Cụ thể đó chính là 512 triệu đồng. Còn nếu các quý anh chị mà chúng ta ở tỉnh sẽ là 487 triệu và ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 500 triệu tròn. Hiện tại thì đại lý đang có đầy đủ tất cả các màu sắc có thể giao ngay dành cho mọi người, trắng, đỏ, xám. Và số tiền tối thiểu các quý anh chị chúng ta vay trả góp để lấy trước Tết đó chính là 176 triệu đồng mọi người nha. Nếu mọi người đang có nhu cầu đặt hàng thì mọi người vui lòng gọi điện hotline ở phía bên dưới. Vậy thì phiên bản AT khác gì phiên bản MT? Tất nhiên rồi, giá cao hơn thì chúng ta cũng sẽ có những tính năng. Ví dụ như là bộ đèn LED thấu kính này, chúng ta sẽ có là thay vì đó là phiên bản MT chỉ là bóng đèn halogen thôi. Ngoài ra chúng ta sẽ có hơn hẳn đèn LED chạy ban ngày, đèn sương mù phía trước. Chúng ta sẽ có gương chiếu hậu gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, đèn LED luôn. Và lưới tản nhiệt sẽ được mạ một cái viền đỏ, anten vây cá mập, cánh gió ở phần đuôi xe hơn hẳn so với tất cả những phiên bản như MT. Ngoài ra thì tiện nghi thì chúng ta còn có ví dụ như là vô lăng được bọc da, chất liệu ghế sẽ là ghế da thay vì là ghế nỉ, có bệ tì tay cho người lái, còn bản MT thì không. Ngoài ra thì tay nắm cửa ở bên trong sẽ được mạ toàn bộ mạ chrome, đi theo xe, điều hòa tự động Apple CarPlay. Cùng với đó chúng ta sẽ có thêm một số các tính năng như chìa khóa thông minh start stop mà hoàn toàn những cái phần kể trên của Quyết phiên bản MT chúng ta sẽ không có. Rõ ràng phiên bản MT sẽ phù hợp hơn với rất nhiều các quý anh chị khi mà chúng ta lấy xe ở thời điểm tại, đúng không ạ? Và phiên bản cuối cùng đó chính là phiên bản Premium. Trước khi mà Quyết sẽ chia sẻ đến cho mọi người phiên bản Premium có khác biệt gì so với phiên bản CVT, thì chúng ta sẽ đến với giá bán và khuyến mãi. Với mức giá niêm yết là 490 triệu đồng, hiện tại thì đại lý đang có chương trình khuyến mãi dành cho mọi người là 453 triệu, tương ứng khoảng 50% lệ phí trước bạ, hỗ trợ dành cho mọi người. Tất nhiên vẫn có tặng cả phụ kiện đi kèm nữa. Và lăn bánh xong tại Hà Nội với phiên bản Premium sẽ là 536 triệu đồng. Lăn bánh tại tỉnh sẽ là 511 triệu và lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 526 triệu nếu các quý anh chị chúng ta lấy xe. Và đại lý nếu mà mọi người lấy hỗ trợ về trả góp
thì đại lý sẽ hỗ trợ cho mọi người 80%. Mọi người chuẩn bị là 175 triệu đồng là chúng ta đã có thể hoàn toàn lấy xe được rồi. Và đó chính là những cái khuyến mãi của dòng sản phẩm Mitsubishi Outrail năm 2024 với phiên bản MT, CVT và phiên bản Premium. Nếu mọi người có nhu cầu, mọi người vui lòng gọi điện hotline nha. Vậy thì phiên bản Premium thì chúng ta sẽ có cái sự khác biệt gì so với phiên bản CVT? Đó thì phiên bản Premium ấy, thì chúng ta sẽ có một số các năng nổi bật hơn một chút xíu. Thứ nhất là các quý anh chị chúng ta sẽ có một cái hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Thứ hai đó chính là chúng ta sẽ có thêm cân bằng điện tử. Thứ ba đó chính là hỗ trợ lực phanh khẩn cấp. Và đó là những cái tính năng mà hỗ trợ dành cho mọi người an toàn hơn. Và phiên bản Premium bỏ ra quyết thấy rằng là nếu mọi người có tầm tiền một chút xíu thì chúng ta nên nâng cấp lên phiên bản Premium. Và đó chính là những cái thông tin khuyến mãi lăn bánh mới nhất dành cho các quý anh chị ở thời điểm hiện tại. Trong tháng này, nếu mọi người đang có nhu cầu đặt hàng thì mọi người vui lòng gọi điện hotline ở phía bên dưới góc trái màn hình để được nhận báo giá và khuyến mãi tốt nhất từ đại lý. Và cảm ơn mọi người lần nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất. Gọi điện hotline hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất của xe. Bạn đang muốn định giá xe cũ của mình hoặc mua bán xe đã qua sử dụng, Happy Car sẽ hỗ trợ dành cho tất cả mọi người. Định giá xe cũ uy tín nhất, chất lượng nhất. Happy Car, chuyên định giá và mua bán xe đã qua sử dụng. Gọi điện vào hotline ngay mọi người nhé.